Quan như Phật Nam Mô, này mình phạm như Bồ Tát Nam Mô Mười Anh Mười Phật, em bắt đây nhân đạo Phật và Bồ Tát Nam Mô A Di Đà Phật. Ông bà em hộ minh nhầm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Có phái đoàn này của chị em con đi trong đoàn của Võ Đệ ở An Giang lên, thì cùng có anh em YouTube Tấn Dũng Châu Phú lang thang miền quê đến đây. Rồi còn giờ cái phái đoàn này người ta ở Long An á, mà con xin ơn trên chị, con hỏi lý do làm sao mà người ta biết, người ta nói là người ta nhận điện của mẹ, ta nhận điện của mẹ rồi người ta về người ta đón, chứ còn không có biết gì hết luôn. Bên đoàn tụi con cũng không biết gì hết. Thì con xin trước là Hoàng Thiên Hậu Thẩu, cha mẹ Càn Khôn, Nam Mô Thượng Cư Nam Hải Quan Âm Như Lai Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì con cũng về đây trình lên với mẹ. Trong đoàn con đi có 45 người. Bây giờ người ta cũng hành hương rồi người ta nhận điện. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mẹ cũng về chứng giám cho trăm họ. Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi xong, Nam Mô A Di Đà Phật. Chào cô. Cô ơi, cô ở trong đó vậy là để làm gì cô? Tại vì cô thích vô trong trọng á, khi mình biết kiếp trước mình có duyên đi mình chung vô đại hùng chung. Vậy hả? Rồi trước giờ mình chung vô đó vậy có sức khỏe tốt vậy không cô? Cũng tốt ha, khỏe tốt đó chú ơi. Vậy hả? Mình cầu sức khỏe tốt ha. Dạ. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ. Vâng, kính thưa vị, thì kế tiếp chị đệ cùng với đoàn đi lên chùa Linh Sơn Tiên Thạch Tự và Nam Mô A Di Đà Phật. Thì trước khi mà đi vào trong chùa thì Châu Phú thấy là có cái tượng Phật Di Lạc nè quý vị. Đây. Và hai vị Bồ Tát hai bên. A Di Đà Phật. Rất là đặc biệt. Đây ở trước chánh điện ở ngoài cái khung viên quý vị thì mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát và Nam Mô A Di Đà Phật. Đây chị đệ mới vừa lại mẹ xong. Dạ A Di Đà Phật. Đường cáp đi lên chót vót cứu cảnh kìa quý vị. Dạ A Di Đà Phật. Đây giờ đây rất nhiều bà con đi đến đây. A Di Đà Phật. Anh Dũng đi vào trong để tìm chị đệ vậy, không thấy chị đệ đã biến mất rồi. Không thấy chị Võ Đệ cháu hả anh? Mới nãy thấy chị lại ở đây nè. Dạ, A Di Đà Phật. Đây, có anh bảo vệ đang nghía Châu Phú quý vị. Dạ, A Di Đà Phật. Ô, chào Quýnh nha, A Di Đà Phật. Vâng, kính thưa quý vị, thì chị Đệ đang đi ra kìa quý vị. Do ở trong người ta không cho quay phim nên anh em cũng đứng ở ngoài quay. Đây rồi tiếp tục đi ha A Di Đà Phật.
Chào cô. Cái đậu giờ nó làm đổ. Bà thấy ở ngoài đó, bắt đầu sáng này chở bà sớm đi. Dạ ha. Nam mô Đà Phật. Cho mạnh khỏe dạ. Đi chung xe đi. Vâng, kính thưa quý vị. Do tại miếu không có cho tập trung đông nên cho Phú sẽ mời vị đi hơi xa hơn chút xíu nữa vì ở đó bà con rất là hiếu kỳ vị. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Đây là đoàn đồng hành cùng với các kênh. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. 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 Phật. Dạ ốm rồi. Dạ, A Di Đà Phật. Đây có rất là nhiều bà con đang đi theo chị để vậy. Rất là hiếu kỳ. Một cái bầu mà 7 năm 8 tháng 7 ngày. Rất là đặc biệt. Bữa nay đứng 7 ngày luôn. Dạ, A Di Đà Phật. Tiếp theo thì sẽ di chuyển qua bên chị để giống như ngồi người nổi tiếng quá anh Dũng. Có người theo hộ tống rồi kìa. Trời ơi. Dạ. A Di Đà Phật. Đây nè, quay phim camera thì hai ba người cầm, bốn người cầm camera đi quay đó. A Di Đà Phật. Hết tượng rồi. Đây anh bảo vệ đi theo anh canh, anh chống nạnh hoài kìa. Anh bảo vệ thấy Châu Phú đẹp trai đi theo vậy. Anh bảo vệ đi theo hộ tống cho Châu Phú và lang thang kìa quý vị. Đó, anh đứng chống nạnh kìa, chết luôn rồi. Vâng, kính thưa quý vị, thì kế tiếp đoàn cũng sẽ tiến hành đi tiếp tục. Hả? Kìa. Dạ. Hả? Kìa ở trên đó kìa quý vị. Hiện giờ cái đỉnh núi đã bị mây che phủ rồi. Dạ, A Di Đà Phật cũng rất là cao. Dạ, trên đọt rất là cao, hiện giờ lên trên có thể không thấy đường đi luôn á chàng. Thấy vậy mà lên thấy. Dạ, A Di Đà Phật. Vâng, kính thưa quý vị, thì tiếp theo là anh em của Châu Phú sẽ cùng với đoàn đi chùa hang nhớ quý vị. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Phía trên Châu Phú là Quân Tính Dũng, kế bên là Quân Hòa đấy quý vị. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Đây chị để đang đi kìa quý vị. A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, kính thưa quý vị, hiện giờ Châu Phú đang đi lên núi Điện Bà. Có các vị cư sĩ áo vàng chuẩn bị làm lễ về cho chị đệ có bầu 7 năm 8 tháng 7 ngày. Dạ, A Di Đà Phật, quá chừng khỏe luôn. Đây đã đến rồi quý vị ơi. Núi Điện Bà. Đi cùng đoàn. Dạ. A Di Đà Phật. Wow, cái hàng trăm quý vị ơi. Dạ. Đặc biệt.
vâng, kính thưa quý vị, thì chuẩn bị vào cuộc lễ. Dạ, A Di Đà Phật. Này giải căn giải nghiệp giải quả hay gì đây quý vị ơi. Dạ, A Di Đà Phật. Rồi xong, Nam Mô A Di Đà Phật. À, chào cô. Cô ơi, cô ở trong đó vậy là để làm gì cô? À, tại vì cô thích vô lên cổng á, khi mình biết kiếp trước mình có duyên, biết mình chung vô đại mình chung. Vậy hả? Rồi trước giờ mình chung vô đó vậy có sức khỏe tốt vậy không cô? À, cũng tốt, khỏe tốt chú ơi. Vậy hả? Mình cầu sức khỏe tốt ha. Dạ. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ. Kế tiếp nữa kìa quý vị. Tín ngưỡng và Nam Mô A Di Đà Phật. Kế tiếp là làm lễ nha quý vị, làm lễ cho chị đệ nha. A Di Đà Phật. Nơi Linh Sơn Tiên Thạch Tự nè quý vị. Và đang chuẩn bị làm lễ cho chị đệ. Dạ, A Di Đà Phật. Khói nhang nghi ngút. A Di Đà Phật. Rất là đặc biệt nha quý vị. À, vâng, kính thưa quý vị, thì đoàn chuẩn bị làm lễ cúng mẫu để xin cho chị đệ được sanh sớm hay gì đấy quý vị. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Được cái mít cho chị đệ không? Đoàn cũng không biết không. Dạ. Dạ, A Di Đà Phật. Đây là chị đệ đây quý vị. Dạ, yeah, chị đệ được tròn một chiếc khăn, chiếc vải, cái này giống như là cái cà sa vậy đó. Cà sa vàng vậy đó. Cà sa vàng nha quý vị. Gì đây? Dạ, A Di Đà Phật. Dạ. Lễ cho cậu bé được sanh ra sớm. Thì đã 7 năm 8 tháng 7 ngày chưa sanh. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nó chào nhiều thôi chuẩn bị nha mọi đông luôn cô bác anh chị. Đây thì chuẩn bị 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vỏ sen. Và 7 vỏ sen. 7 vỏ sen và cà sa, cái áo này kêu bằng những áo cà sa. Thất bảo, thất bảo. Thất bảo. Áo ngũ sắc. Áo ngũ sắc đó chị. Không phải. 7 cái vỏ sen là thất bảo. Áo này áo ngũ sắc, áo cà sa, còn cái này là sơ ri. Thất bảo. Dạ. Giờ lấy ngũ sắc cho được phải ngũ sắc luôn. Sư huynh ơi, ai đọc hả sư huynh? Dạ. Ai đọc? Ai đọc sư huynh? Không. Tâm thủ mẹ nhìn đi. Trời ơi. Đồng đi. Rồi, rồi nhầm. Nè, bánh đâu? Rồi nhầm, nhờ bánh nhờ không? Nhờ bánh nhờ xem. Anh lịnh nha, dạ, ngồi lên đây nè. 7 năm 8 tháng 7 ngày. Ngủ phát lên tên luôn. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy, anh không bảo là cái này Linh Sơn Tiên Thạch Tự.
cũng hổ là nên luôn nè. Chở xe đó em đấy hả? Siêu âm mấy? Dạ. Mấy chục lần luôn. Này 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 này. Đấy là bảy. Nốt thì mai anh Hương ác. Nè, ai nốt Hương anh Hương nhận ai? Mẹ lên nhận ai? Người nào nốt cũng được. Này dĩa bánh bao rất là lớn. Bánh bao giống như trái đầu tiên vậy đó. Nhà mô khoảng nào. Nhà mô khoảng. Rồi bắt đầu. Mua mẹ hiền quá phải ông một. Dạ, mua Phật. Như là Phật. Nam mô Phật. Quan Như Phật Nam mô. Này mình phải như một bát Nam mô một. Anh một. Em nắp đây nhân đạo không phải một. Này là Phật. Ông bà em hộ mình nhận. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Có phái đoàn này của chị em con đi trong đoàn của Võ Đệ ở An Giang lên, thì cùng có anh em YouTube Tấn Dũng Châu Phú là lang thang miền quê đến đây. Rồi còn giờ cái phái đoàn này người ta ở Long An á, mà con xin ơn trên chị. Con hỏi lý do làm sao mà người ta biết, người ta nói là người ta nhận điện của mẹ. Ta nhận điện của mẹ rồi người ta về người ta đón, chứ còn không có biết gì hết luôn. Bên đoàn tụi con cũng không biết gì hết. Thì con xin trước là Hoàng Thiên Hậu Thổ, cha mẹ Càn Khôn, Nam Mô Thượng Cư Nam Hải Quan Âm Như Lai Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì con cũng về đây trình lên với mẹ. Trong đoàn con đi có 45 người. Bây giờ người ta cũng hành hương rồi người ta nhận điện. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mẹ cũng về chứng giám cho trăm họ. Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Quạt đây nè. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Những chiếc quạt lá sen và bảy giỏ sen. Ao sen thất bảo. Nam mô A Di Đà Phật. Anh em có xin phép thầy thôi mà. Cúng đi, cúng đi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Âm là trí huệ thường thi, như như mẹ xuống hồng trầm mẹ ma. Mày mày khai mở lông qua tiền eo pháp lệnh Phật bà đến đây. Mày mày mẹ ước phân ý như yêu Phật mẫu hạ thân linh hồn. Mẹ nay mẹ xuống trầm miền Quan Âm, tấm ảnh cung thiền đồ thâm. Đồn eo bác ánh hẹn hơn mới khai ơ mở nạo. Trầm miền khởi con, cung thiền mắt. Mẹ giải trầm, nên em mẹ xuống hồng trầm đồ thâm. Đồn em áp bánh hẹn nhân mẹ nay cũng nhớ nên ăn nhận hẹn. Mà ma màng uống em hề, ác ô Phật phẩm em hề hồ sinh. Vô Phật, vô Phật. Mày mày màng uống em hề, nhìn ao khắc lệnh long qua đỡ về. Ác ô Phật phẩm nhân qua, nhân qua nhân mẹ phân thành từ bi. Như như nhắc nộ trầm miền, để nay mà nộ hồng trầm ôm ơi. Về nay mà nước xác mẹ hiền, mẹ nay hoàng hậu mai gia trầm miền. Độ nay cái ảnh cung thiền hạ sinh pháp tử Pháp Đạt Na thấu xuống trầm. Năm qua khai mở ì ma ác ôn lãnh lệnh mẹ cha về chầu. Về nay sắc lệnh màng ma nhìn nó đi lệnh để về năm qua. Trước đây ác sắc màng ma hạ sinh Đạt Na nhìn. Ông ơi trong ảnh quay lầu thiên ôn mẹ mở như thì hồi ôn ác ôn xuống thấy trầm miệng bao nhiêu các mạng cung thiền chuyển say. Mày 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 cuối hạ ì mau mau lại mẹ con thành phần đi mau mau. Những sập hồng trầm phong phạm của sập màng ba ngày này. Để nay về lại mẹ cha hầu sinh phát lệnh ở hiền yên quan. Nhờ nay mẹ xuống trầm nhan một ngày ác phát trầm miền đồ thanh. Đồ cho má phánh nhạc nhân màng ba chú chót con rằng phần đi. Con mi
rồi mới nhắc nhở thương hiệu thì thấy tiếng đó thì về hôm qua quá đau mẹ phải làm ba nên mình phải thấy chồng mình hỏi con qua khen đỡ ảnh chồng mình nếu có của mẹ nhật đàn quan phương nhờ này em ảnh dự quyền mấy đó mẹ giữa hay hồng nó nóng lộn đây 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 rồi nam mô di đà phật cho em mượn cái này dạ nam mô di đà phật dạ nam mô di đà phật rồi chuẩn bị đi nha quý vị sau khi làm lễ xong thì những bó hoa cũng đem lên dạ a di đà phật từ giờ cha sanh mẹ đẻ tới giờ lang thang mới được mới, đi lên mới được đi lên cách treo đèn đầu tiên hồi đó thì lang thang đi ở trên núi cấm thì lang thang lội bộ rồi đi xe rồi quay ra kể hai anh em mình nè tại vì hoàn cảnh đẩy đưa cho lang thang khẩu trang anh em giấu vâng kính thưa quý vị hồi cha sanh mẹ đẻ tới bây giờ lang thang chưa từng được bước lên đây nhưng hôm nay đủ một cái duyên lành anh Tướng Dũng nhiệt cầu nhân ái đã đưa lang thang về núi mẹ ai vậy ngay bên kia điện đang vô mà điện thoại nó nghe con thì ở trên núi cấm của chúng ta thì khoảng giờ trưa thì sương mù thì nó mất hết trơn rồi cô bác okay. Bây giờ ở trên núi Bà Đen này sương mù che phủ một vùng cái ngọn đồi trên đó đó đẹp luôn đang lựa hình đẹp nên anh giống nữa còn chụp lấy nữa anh giống ngắn và anh giống còn có nè quay gì nè đang chỉ quay gì đang mạnh chụp phải dở tóc ra chụp gì không mà đẹp trời vậy đó trời chỉ mới đi làm răng về ra răng nó chối xuống đó vẫn chờ không biết thể nào diễn tả xin chào sau khi bay trên không trung thì bây giờ cũng đã đáp xuống đất. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ đang chuẩn bị tiếp tục đi tập 2 lên cái đỉnh tôi. Xong xuôi rồi thì có một anh chồng quân đang chuẩn bị tốn về nhà ở gần cái thị xã của Tây Ninh đây nè. Vậy đó mời cho giờ thị xã nên về dùng một bữa cơm ít nhiều gì cũng được, phải ghé đó cảm được ta đã đến lên tới 45 thằng rồi. Sau khi cắt cánh thì có một cô bé chào và tạm biệt. Chúc cho các chị có thật nhiều sức khỏe nha, an lạc nha. Yeah.